vật chất ở trong dạ thưa thầy, là chụp bụng tử cung là xét nghiệm hình ảnh cho thấy khoang tử cung và khả năng đi qua của các ống dẫn chứng giữa tử cung và khoang chậu. Thì việc kiểm tra này là một phần của việc điều tra về tình trạng vô sinh hoặc là sảy thai liên tiếp. Thì trong quá trình thì nó việc kiểm tra thì bệnh nhân nằm trên giường và tương tự như khám thông thường bởi các bác sĩ phụ khoa. Đầu tiên thì âm đạo sẽ được rửa sạch và khử trùng bằng dung dịch botulinum, một ống thông được đặt cạnh cổ tử cung. Thì qua đó là một chất cản cản quan có chứa iốt được tiêm vào. Thì bơm việc bơm trong cái tim, chỗ này thì tim là được sai, bơm bơm vào, được bơm vào. Thì cái việc bơm cho phép chứng minh khoang tử cung và ống dẫn chứng cũng như sự phân bố của